Hello anh em, mình là Sói. Hôm nay, Maximon Gaming sẽ nói về một tựa game đang khá hot trong cộng đồng game thủ quốc tế. Đó chính là Outrider, một sản phẩm xuất sắc khác của Square Enix, với một câu chuyện mang tông màu u tối của ngày tận thế. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu với câu hỏi: chuyện gì sẽ diễn ra khi tài nguyên trên thế giới không còn đủ nữa? Đương nhiên là nhân loại sẽ thử đủ mọi cách để tìm kiếm một nguồn cung mới. Và điều đó đã dẫn đến vô số hậu quả khôn lường, chẳng hạn như đại hồng thủy, siêu động đất với quy mô toàn cầu diễn ra hàng loạt, nhấn chìm vô số quốc gia xuống lòng đất. Sẽ sớm thôi, tuy trái đất vẫn sẽ tồn tại, nhưng sẽ chẳng còn những thứ vi khuẩn được gọi là con người đầu độc nó nữa. Đó là khi trái đất tự thanh tẩy chính mình, và cũng là khoảnh khắc con người nhận ra rằng chính họ đã mang đến sự tận diệt cho giống loài của mình. Tuy nhiên, nhân loại cũng không phải là một chủng tộc dễ dàng chấp nhận số phận như vậy. Đã có vô số biện pháp và ý kiến được đưa ra, kể cả việc xây dựng một thành phố giữa biển khơi có khả năng chịu được những cơn bão và sóng thần. Nhưng rồi, tất cả đều nhanh chóng bị loại bỏ chỉ vì một câu hỏi còn đáng lo ngại hơn rằng liệu sau này có còn biển cả hay không? Cuối cùng, toàn thể lãnh tụ nhân loại đi đến một quyết định chung. Họ thành lập một tổ chức mới mang tên ECA, Enoch Colonization Authority. Họ tạo ra một con tàu vũ trụ khổng lồ mang tên SM Flores, sử dụng năng lượng hạt nhân để có thể vận chuyển 500.000 người ra khỏi trái đất. Những người này sẽ đến một hành tinh gần nhất có sự sống họ từng do thám được tên là Enoch. Cùng với đó, nhóm tiên phong Outrider được thành lập. ECA tạo thêm một con thuyền nhỏ hơn mang tên Caravel. Nhóm Outrider trên con tàu Caravel sẽ bay đến Enoch trước Flores 3 năm để thăm dò tình hình và đảm bảo nơi đó phù hợp cho con người sinh sống. Nhưng dục tốc bất đạt, thảm họa lại tiếp nối thảm họa. Caravel phát nổ do lỗi kỹ thuật ngay khi nó cất cánh ra khỏi bầu khí quyển trái đất. Gần như toàn bộ lực lượng Outrider đều tử nạn. ECA lúc bấy giờ buộc phải dùng đến lực lượng nhân sự may mắn còn sống sót sau sự kiện trên, đồng thời thuê hàng loạt lính đánh thuê để thành lập đội Outrider mới. Những mũi giáo tiên phong mới của nhân loại, hay nói đúng hơn là những con tốt thí mới có thể bị loại bỏ và thay thế bất kỳ lúc nào. Hành trình sống còn của nhân loại sau đó cũng không dễ chịu hơn chút nào. Phải mất đến hơn 43 năm để tàu Flores được hoàn thành. Và mất thêm 83 năm hành trình cùng gần 500.000 người ngủ đông đối mặt với vô số hiểm nguy như bức xạ vũ trụ, sóng mặt trời đôi khi khiến con tàu ngừng hoạt động. Để rồi, khi đã vượt qua tất cả, SM Flores đã nhìn thấy Enoch, thiên đường mới của nhân loại. Tháng 1 năm 2159, như dự tính ban đầu, lực lượng Outrider và những nhà khoa học của ECA đặt chân xuống bề mặt Enoch để kiểm tra nó trước khi ra hiệu cho Flores hạ cánh. Những dấu hiệu tốt đẹp tại nơi đây khiến ai cũng nở một nụ cười mãn nguyện trên môi. Đầu tiên, hệ thống mùa và thời gian ngày đêm của Enoch giống hệt trái đất. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho quá trình tái định cư của nhân loại. Tiếp đến, theo thông tin thu thập được, đa số sinh vật đều thuộc loại ăn cỏ hiền lành, thậm chí có thể thuần hóa chúng để hỗ trợ trồng trọt. Nhưng mọi chuyện bắt đầu tệ dần khi những Outrider được cử đi tìm lại một con tàu thu thập thông tin tự động được gửi đến đây từ sớm, với hy vọng hiểu thêm về tình hình địa lý nơi đây. Điều kỳ lạ ở đây chính là con tàu đã nhận được một tín hiệu cầu cứu từ một nơi nào đó trên hành tinh này. Làm sao có thể khi mà họ là những người đầu tiên đặt chân đến đây? Nhân vật chính nhanh chóng ghi lại tần số của tín hiệu nhằm báo cáo để trung ương điều tra. Đó cũng là thời điểm địa ngục bắt đầu. Một cơn bão kỳ lạ đánh thẳng vào nơi những Outrider do thám. Mặt đất bị đảo ngược, lửa và điện đột nhiên xuất hiện khắp nơi. Bất kỳ ai bị tia sét của cơn bão đánh trúng đều tan thành cát bụi. Đối mặt với một thảm họa không rõ nguyên nhân như thế này, việc cho phép Flores hạ cánh sẽ không khác gì đặt dấu chấm hết cho toàn bộ nhân loại. Thế nhưng Maxwell, trưởng nhóm tiên phong lúc bấy giờ vì ham muốn lập công, đã phát lệnh cho Flores đáp xuống ngay từ đầu. Giờ đây, với cơn bão đang kề sát sinh mạng, hắn hoảng hốt ra lệnh tiêu diệt toàn bộ lực lượng Outrider, chỉ vì sợ rằng họ có thể mang một căn bệnh truyền nhiễm chết người từ đó. Hắn thậm chí còn thẳng tay giết Chuck Tanner, đội trưởng của nhóm Outrider. Chỉ cần các Outrider chết sạch, sẽ chẳng còn nhân chứng nào nữa. Kể cả khi thảm họa xảy ra, hắn vẫn có thể bịa một câu chuyện có lợi cho hắn, rằng những Outrider đã bóp giá nhân loại như thế nào. Tuy nhiên, hắn đã bị nhân vật chính tiêu diệt ngay sau đó. Dù vậy,
việc hạ cánh đã không thể dừng được nữa. Sau khi hạ Maxwell, nhân vật chính cũng gánh chịu thương tích nặng nề từ vụ nổ. Shira, một nhà khoa học trẻ dịu dàng, đã đưa anh cùng những gì còn lại của Outrider vào trạng thái ngủ đông để đảm bảo an toàn. Với gần 100.000 người đã tỉnh giấc sau khi đáp xuống hành tinh, nhờ vào công nghệ tân tiến, tàu Flores đã xây lên cả một thành phố khổng lồ chỉ trong tích tắc. Nơi này trở thành nơi trú ẩn hoàn hảo, thiên đường cho phần còn sót lại của nhân loại, The First City. Lãnh đạo của ECA lúc bấy giờ là Bruno Nybert, theo trường phái ôn hòa, vì nước, vì dân. Ông là một trong những người đau khổ nhất khi chứng kiến chỉ khoảng nửa triệu nhân loại được cứu rỗi sau sự kiện ở trái đất. Tuy biết rằng hành tinh này chưa thực sự an toàn, nhưng mọi thứ đã quá trễ để hối hận. Ông cố gắng xoa dịu tinh thần của người dân bằng cách thân thiết với họ hết mức có thể. Ông chia đều số lương thực còn sót lại cho tất cả mọi người và đích thân đảm bảo ai cũng có phần. Ông thậm chí còn thường xuyên thăm hỏi tân nha trong thành phố và lắng nghe yêu cầu của họ. Mọi thứ vẫn rất tốt đẹp, cho đến khi cơn bão quái ác kia xảy ra một lần nữa. Nó hủy hoại hoàn toàn hệ thống năng lượng của thành phố, từ đó buộc Bruno phải đưa ra lựa chọn khó khăn nhất cuộc đời ông. Để gần 400.000 người đang trong trạng thái ngủ đông trên Flores chết một cách nhân đạo, hoặc đánh thức họ trong một thế giới không dành cho họ. Với tính cách nhân hậu của mình, ông đã quyết định đánh thức toàn bộ những người đang ngủ đông. Và có lẽ, đây chính là quyết định khiến ông hối hận suốt cả phần đời còn lại của mình. Với một số lượng lớn cư dân mới và toàn bộ nguồn năng lượng đã bị hủy hoại sau cơn bão, khủng hoảng nhân đạo diễn ra. Nhân loại chém giết lẫn nhau để giành số lương thực ít ỏi còn lại, từ đó tạo ra tổ chức Insurgent. Một lũ ích kỷ chỉ muốn dành tất cả cho riêng chúng. Một lũ chỉ biết tước đi mà không bao giờ biết chia sẻ. Một lũ sống đúng nhất với bản chất của nhân loại. Bruno tin lựa chọn của ông là đúng, nhưng đó lại chưa bao giờ là thứ nhân loại cần. Đến bây giờ, ông mới nhận ra cái thực tại tàn khốc rằng nếu ông cố gắng cứu lấy tất cả mọi người, thì sau cùng, ông sẽ chẳng thể cứu được ai cả. Dù vậy, ông vẫn tin rằng đâu đó trong nhân loại vẫn sẽ có sự thông cảm, sự sẻ chia, rằng mọi thứ vẫn có thể ngồi lại với nhau và bàn luận. Và thêm một lần nữa, ông đã nhầm to. Ngay trong cuộc họp đầu tiên với phe đối địch, ông cùng tất cả những thành viên cao cấp của ECA đã bị thảm sát. Không một thành viên cấp cao nào còn sống trừ Shira, chỉ vì cô may mắn phải ở lại chăm lo cho căn cứ. Do không còn ai có khả năng lãnh đạo, cộng thêm nhân tính của cả hai phe đều dần bị tha hóa bởi sự thiếu thốn lương thực. Cô gái bé nhỏ mang tên Shira buộc phải đặt lên vai mình gánh nặng lãnh đạo phần còn lại của nhân loại. Đó cũng là khi cô nhận ra rằng mọi việc nào dễ đến thế, khi mà bản chất của loài người vốn là tham lam và ích kỷ, khi mà thế giới của hiện tại không còn gì khác ngoài sự tàn bạo và khát máu, khi mà lòng tốt hay sự cảm thông đều trở nên quá viển vông. 500.000 người đến được Enoch và chẳng còn đến quá 50.000 người sống sót sau vô số cuộc tranh đoạt. Sự tuyệt vọng lúc ấy đã thay đổi cô gái hiền lành ngày xưa mãi mãi. Trong suốt 32 năm sau đó, con người vẫn chưa thể nào rời khỏi thung lũng đầu tiên họ đặt chân đến, bởi vì họ mãi tranh giành, cũng như cơn bão quái lạ Anomaly liên tục hoành hành. Nhân loại đã biến thành một đống rác không hơn không kém bởi sự ích kỷ của chính họ. Và trong cái đống rác đó, nhân vật chính đã thức tỉnh. Outrider cuối cùng còn tồn tại, người sẽ dẫn dắt tương lai của toàn thể nhân loại. Nhưng câu hỏi ở đây là, với nhân loại hiện tại, liệu họ có đáng được cứu rỗi hay không? We lost Earth. Soon we'll lose this planet. We lose everything. In the end, maybe that's how it has to be. Anh em hãy để lại câu trả lời của mình bên dưới phần comment nhé. Đừng quên like và subscribe cho Maximon nếu anh em yêu thích chủ đề này, và tham gia vào Discord của team để cùng nhau bàn luận. Hẹn gặp lại anh em trong video sau.